cả các bạn, mình là Annie đến từ công ty tư vấn du học Inspido. Ở mỗi cường quốc về giáo dục thì sẽ có những chương trình đào tạo thế mạnh riêng. Nếu tại Mỹ, các nhóm ngành kinh doanh là thế mạnh đào tạo nổi bật, Thụy Sĩ là nhóm ngành du lịch nhà hàng khách sạn, New Zealand là nhóm ngành nông nghiệp, thì tại Canada, nhóm ngành đào tạo nổi bật đó chính là nhóm ngành về khoa học môi trường. Đồng thời, đây còn là nhóm ngành dễ định cư tại xứ sở Lá Phong. Chính vì thế, đối với những bạn mà đang có mong muốn du học Canada mà vẫn đang phân vân không biết nên chọn học ngành nào, thì khoa học môi trường sẽ là một ngành học đáng tham khảo. Thứ nhất thì khoa học môi trường là ngành nghiên cứu nguồn gốc, các phản ứng vận chuyển và chuyển hóa các chất trong môi trường, nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động con người lên môi trường đất nước, không khí và sinh vật. Mục đích của ngành này là bảo vệ và cải thiện môi trường sống của con người trên trái đất. Chính vì thế mà đối tượng nghiên cứu cụ thể của khoa học môi trường chính là môi trường tự nhiên, môi trường xã hội cũng như là môi trường nhân tạo trong mối quan hệ tương hỗ giữa sinh vật và con người. Vậy triển vọng nghề nghiệp ngành khoa học môi trường tại Canada như thế nào? Thì bảo vệ môi trường đang là một đề tài nóng thu hút sự quan tâm của xã hội tại Canada. Bên cạnh chấp hành luật tài nguyên và môi trường thì các doanh nghiệp tại Canada không ngừng đưa ra các sản phẩm chất lượng và thân thiện với môi trường. Do đó mà nhân lực có trình độ về quản lý công nghệ môi trường đáp ứng cho các doanh nghiệp là vấn đề thiết yếu. Tất cả các công ty, nhà máy sản xuất chuyên nghiệp hầu như đều cần kỹ sư về môi trường để thực hiện công tác quản lý, sáng chế, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, công nghệ, quy trình phục vụ con người theo hướng xanh sạch, tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Tiếp đến là mức lương làm việc trong lĩnh vực này đã tăng rất mạnh tại Canada trong một thập kỷ gần đây. Theo báo cáo của trang Echo.ca thì có đến 730.000 nhân công đang làm việc liên quan đến môi trường, tốc độ tăng trưởng lao động trung bình là gần 10% mỗi năm. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng trong ngành sẽ tiếp tục tăng trong nhiều năm tới vì các lo ngại về môi trường trên toàn thế giới đang mang đến cơn bão tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực này. Và theo dự báo là sẽ có tới 75% các tổ chức môi trường tại Canada phải tuyển dụng thêm nhân công. Ngoài ra thì tình trạng già hóa dân số tại quốc gia này cũng đang gây khó khăn cho việc bù đắp lao động về hưu hàng năm. Và các ngành về môi trường sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu lao động khi có đến 20% nhân công hiện tại sẽ về hưu trong 10 năm tới. Vậy thì có thể thấy là đối với những bạn mà học ngành khoa học môi trường tại Canada thì cơ hội tìm việc sẽ rất là cao. Vậy còn mức lương ngành khoa học môi trường tại Canada như thế nào? Thì mức lương ngành này tại Canada rất tốt so với những ngành nghề khác, với mức trung bình rơi vào khoảng 64.000 đô la Canada, tương đương là khoảng 33 đô la Canada một giờ làm việc, rất là cao. Vậy thì học ngành khoa học môi trường có thể làm được những công việc nào? Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học môi trường tại Canada thì các bạn có thể làm những công việc như chuyên viên ở các cơ quan quản lý về môi trường, chuyên viên nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ như các viện, trung tâm về môi trường, các đại học, trung tâm tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ, v.v. Hoặc là giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đại học, cao đẳng có đào tạo chuyên ngành về môi trường, hay chuyên viên ở các sở y tế, hoặc thậm chí là nhân viên các tổ chức phi chính phủ hoặc các dự án liên quan đến môi trường, v.v. Các trường đào tạo tốt ngành khoa học môi trường tại Canada mà các bạn có thể tham khảo như là Đại học Carleton, Đại học Lakehead, Đại học Capilano, Cao đẳng Douglas, Cao đẳng Thompson Rivers, Cao đẳng Georgia,
Trên đây là những thông tin cần thiết về học ngành khoa học môi trường tại Canada. Annie hy vọng rằng sau video clip này thì các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspido tại địa chỉ tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua số hotline 0943556128 hoặc qua email info@inspido.edu.com. Xin chào và hẹn gặp lại.